Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái mẫu vỏ 30, mẫu rò xép. Mẫu này thì hôm trước hôm nay sim và sau đó có một bác khách ở trong miền Nam bác đặt đấy và đã cọc trước cho em 200.000 các bác nhé. Cái thùng này bên em bán là 550 và chưa có bao gồm phí ship vận chuyển. Bây giờ bác cọc trước 200 là còn 350.000. Thì sau đó em gửi hàng. Khi nào các bác nhận hàng, các bác kiểm tra đúng mặt hàng thì các bác thanh toán nhá. Hàng thanh lý bán hộ trụ sửa nhưng nghe vẻ ê quá. Con này là thùng xúc 30. Con này là xúc khoang điện. Nhưng các bác về đấu một dây vào thì nó sẽ thành hơi nhá. Đấu dây tín hiệu vào thôi, không cần lắp cái khoang mạch vào thì nó là thành xúc hơi. Đó. Thì trên đây là cái tổng quan về cái sản phẩm. Hôm nay em giới thiệu các bác thùng này là được phủ sơn sần mịn. Sơn sần mịn. Và thiết kế nó nhìn trông nó có một cái vẻ gì đấy nó khá là hầm hố. Xúc 30 thôi nhìn trông nó tay sắt trên nóc này. Đấy, sau là lưới mặt trước lỗ thoáng kia. Nhìn trông nó khá là hầm hố. Về các loại xúc mặt này. Các loại xúc này thì thường thường là lưới của nó là sẽ không có chắn bụi được các bác nhá. Thường thường là không có chắn bụi đâu. Đấy, nếu mà chắn bụi thì hơi rỗ của con này nó ra rất là mạnh. Nên là dán vào chỉ được một thời gian tầm vài ba tháng thôi là nó sẽ bám đầy bụi bẩn. Nếu mà không bám bụi bẩn thì là cái lưới xốp chắn bụi kia thì nó sẽ bị bung keo một loạt ra. Và thậm chí có thể rách luôn cái lưới chắn bụi nếu như loại rẻ tiền. Còn cái này nếu mà dán vải vào thì là nó sẽ bám cực kỳ nhiều bụi. Không ưu tiên đâu nhá. Các bác nào mà có bảo là dán bụi thì thôi nhá. Về các bác dùng mà hơi gió con này nó đánh ra nó khiếp lắm. Mạnh lắm. Nên là các bác về mà coi như là dán cái chắn bụi vào là không hiệu quả đâu, không khả thi đâu, nó sẽ bám rất là nhiều bụi. Thì đây bây giờ em sẽ cậy cái lưới này ra, cậy lưới này ra cho các bác cùng xem, khá là chắc chắn. Để em sẽ dùng cái móc chìa khóa để cậy nó ra, cậy cái lưới ra cho các bác xem nhé. Đó, thùng lưới làm rất là chắc chắn. Đây bên trong thùng thì nó có một cái gọi là thanh gió, nó có chiều sâu là 220 cm. Thì mỗi một cái thùng nó lại thiết kế một kiểu. Con này thì sử dụng khi đường rãnh hơi ra nó có bóp cong ở giữa này, nó giống theo kiểu là acoustic bóp cong gió, nên nó sẽ bị tránh cái tiếng gió gọi là phì phèo. Cái này này, đây nữa này, đấy, nó cong theo kiểu vòng cung này, đấy. Cong vòng cung. Thiết kế theo form của Nacoustic, thiết kế rất là hay. Nói chung là mỗi hãng có một cái design thiết kế riêng. Cái thùng này là xúc hơi và điện. Các bác lắp mạch thì nó là điện, còn các bác lắp bát vào xong luồn dây qua lỗ kia thì nó là hơi. Nên là đây nó cũng cái gọi là video tổng quan nhất về cái sản phẩm vỏ thùng xúc mẫu này nhá. Các bác nào quan tâm thì giá chỉ có 550.000, chưa có phí ship. Chi phí ship thì các bác tự lo, nó ship nó khoảng 200.000. Đấy, đây đơn của các bác và anh em thôi nhá. Các bác nào đặt hàng là đấy nhá. Những cái đơn này thì em sẽ nhận đặt cọc trước, chứ còn nếu mà không cọc thì em không gửi được đâu. Tỷ lệ bom rất là cao mà trị giá ràng là hàng nó thấp, mà các bác bom nữa thì em cũng thua. Đấy, nói luôn nhá. Ok, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.